Kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là một cặp loa chung, hay còn gọi là loa mid, hàng bãi tháo loa Yamaha. Anh em nhìn thấy biết ngay đây dòng loa chung dom này, cái màng dom, và phía sau thì nó sẽ kín hậu phía sau. Đây còn gọi là loa chung kín. Có một số loa chung thì nó sẽ thiết kế hở lưng phía sau, thì người ta gọi là loa chung hở. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận về một cái vấn đề mà có một số anh em có comment trên kênh YouTube của em về vấn đề lắp tụ cản cho loa chung hoặc là loa trợ lời. Và ở đây thì em cũng chia sẻ với anh em một cái tip khi đấu tụ. Thông thường thì với dàn loa của anh em, cái anh em muốn bổ sung cái tiếng chung, tức là cái giọng, cái lời ca sĩ, anh em cảm thấy tiếng lời ca nó hơi tối, anh em muốn lắp thêm một con loa chung hoặc là loa trợ lời. Có một số anh em thì như em ở đây là kiếm một con loa chung rời đó, và lắp thêm bên ngoài để bổ sung cái giải chung, cái giọng ca sĩ nó được lồng động hơn, giống như loa chép của anh em vậy. Anh em nghe cái tiếng chép nó tối, nó bí thì anh em mua thêm con loa chép, anh em lắp thêm. Thì loa chung nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà vấn đề nếu như mà loa chung như con loa của em đây, anh em đấu trực tiếp vào âm ly, đấu trực tiếp vào cục đài, nó vẫn chạy bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Cái độ bền của loa nó không cao. Đây, đấu trực tiếp thì đấu trực tiếp nó vẫn chạy bình thường. Nhưng mà có cái vấn đề là khi chúng ta đấu trực tiếp như này thì tất cả các tần số bass, mid, chép nó đều lọt trong loa chung này, thì cái độ bền của loa nó không cao. Bởi vì con loa chung này mà chúng ta giã cái tần số bass mà nó đập thình thịch vào đây, tất nhiên độ bền nó không cao. Và thứ hai là nó dư thừa giải bass. Mục đích của chúng ta là bổ sung tiếng cái giải mid và cái giải high mid chẳng hạn, chúng ta không cần giải bass, nó thừa tiếng bass rồi, anh em muốn cắt tiếng bass đi thì anh em sẽ lắp thêm một con tụ cản. Chia sẻ với anh em luôn, anh em sẽ lắp thêm một con tụ cản. Vai trò của tụ nó sẽ cắt tần số thấp, nó cho tần số cao đi vào, nó ngược lại với cả cuộn cảm. Cuộn cảm thì anh em thấy cuộn cảm hay được lắp với cả loa bass. Cuộn cảm thì vai trò nó sẽ cắt tần số cao và cho tần số thấp đi vào, thì tụ này nó sẽ ngược lại. Thông thường anh em thấy loa chép nó hay được lắp tụ đấy. Và con tụ em nó cầm đây, con tụ này không phân cực, tức là anh em đấu đầu này vào hoặc đầu này vào đều được. Còn nếu như một số tụ phân cực thì anh em bắt buộc anh em phải đấu đúng âm dương. Nhưng con tụ này là phân cực này, đây là cực âm này, đây cực dương đó, thì anh em cần phân biệt cực. Còn chia sẻ về cả đấu tụ cho loa chung hoặc loa chép thì anh em cứ đấu nối tiếp vào cực dương của loa. Con loa này thì anh em nhìn ở đây, cực dương ở đây, cộng này, trừ này, cực dương là dây trắng đây đó. Thì chỉ việc anh em đấu nối tiếp, đây anh em nhìn em đấu, đấu nối tiếp vào cực dương của loa. Đây là mình đấu nhanh đây, chứ còn đấu thường thì anh em phải hàn chẳng hạn đó. Và anh em đấu thẳng vào tín hiệu nó chạy. Đây, test luôn cho anh em. Ôi đời hầm tan, hầm rồi tan như mây kia gần. Thường thì sẽ không ai đấu tụ ở phần đầu dây nó vướng ra. Thông thường thì anh em sẽ đấu tụ trực tiếp vào cái phần cực loa này. Đấy, và cách đấu nó như nhau, anh em đấu tụ vào đây. Đấy, vị nó khác ở cái vị trí đấu thôi, còn cách đấu cơ bản là chúng ta đấu nối tiếp vào cực dương của loa. Đối với tụ không phân cực thì anh em đấu chiều nào cũng được, chiều này vào dây hoặc chiều này vào dây đều được nhá. Còn đối với tụ phân cực thì anh em đấu chiều âm vào dây, và đầu còn lại này thì anh em đấu nguồn tín hiệu vào. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa là cái chỉ số tụ. Có một số anh em lắp tụ 6.8, em vừa test đây, anh em nghe tiếng tụ 6.8 nó hơi mỏng tiếng một chút. Anh em muốn là cái tiếng của nó dày hơn, nó trầm ấm hơn thì anh em tăng tụ lên cho em tụ 10mm. Anh em lấy con tụ 15mm chẳng hạn. Tụ càng lớn thì cái tiếng nó càng dày. Con này 15mm anh em nhé. Anh em nghe tụ 15mm thì tiếng nó sẽ dày hơn. Đây, anh em thấy tụ 15mm này. Nhưng mà vấn đề là có một số khách hàng của em bảo là em nhỡ mua tụ 6.8 rồi, hoặc là em không có tụ 10mm chẳng hạn thì làm thế nào. Thì đây cứ chia sẻ với anh em như này. Trong trường hợp anh em có tụ 6.8 thì không kiếm được đâu con tụ 10mm chẳng hạn, hoặc là tụ 13, 14mm không kiếm được.
thì anh em có thể đấu cho em hai con tụ. Đây, mình sẽ dùng hai con tụ 6.8 và anh em đấu song song với nhau. Song song tức là anh em cứ chập hai chân của nó lại với nhau. Như này gọi là đấu song song. Lúc này chúng ta được một con tụ với cái chỉ số cộng dồn giữa hai con 6.8 cộng 6.8 tức là 13.6 mi. Cái cách này để giúp anh em tận dụng tối đa những cái linh kiện chúng ta đang có ở nhà. Còn anh em nào biết rồi thì bỏ qua. Bây giờ thì mình sẽ lắp tụ hai con tụ này song song nhá, anh em lưu ý song song chứ không phải nối tiếp đâu. Rồi, còn lão lá xanh kia rụng rồi. Đây là đang lắp tụ hai con tụ 6.8 tức là được 13.6 mi. Tiếp theo nữa, cách đấu tụ này nếu như chúng ta đấu nối tiếp, đây em ví dụ đấu nối tiếp như này, hai con tụ 6.8 mà đấu nối tiếp thì anh em sẽ được chỉ số là bao nhiêu ạ? Công thức tính nhanh cho em này, đấu hai tụ nối tiếp thì sẽ bằng tích chia cho tổng, tức là trong trường hợp hai cái tụ có chỉ số bằng nhau thì sẽ giảm đi một nửa. Ví dụ hai tụ này có chỉ số là 6.8 thì khi đấu nối tiếp như này thì nó sẽ tụt xuống 3.3 thôi, à 3.4. 3.4 mi thì nó tương tự với một tụ cho loa chép rồi. Em ví dụ em lấy một con loa chép ở đây. Đây, em lắp vào hai con tụ 6.8 đấu nối tiếp như này thì chúng ta nó tương ứng với việc là em đang đấu với một chiếc tụ có chỉ số là 3.4. Cho anh em xem. Đó. Còn nhớ khi mà đấu một con tụ 6.8 này anh em nghe này. Đó, chúng ta thấy lời khá nhiều cho khi em đấu hai tụ này, khi đấu qua hai tụ này. Đấy, lời nó mỏng đi bởi vì chỉ số tụ nó tăng à, nó giảm đi mà. Đó. Như vậy thì chia sẻ với anh em một cái mẹo là gì? Là để giúp anh em là có thể ứng biến khi chúng ta có thể đấu hai tụ đấu song song. Khi đấu song song thì anh em chỉ việc đấu cộng dồn lại, ví dụ là hai con 6.8 thì anh em sẽ được 13.6. Đấy. Còn anh em đấu 3 tụ nó sẽ cộng dồn 3 con lại mới lên. Cứ cộng chỉ số tổng lại. Còn khi mà anh em đấu nối tiếp, khi đấu nối tiếp hai tụ có chỉ số bằng nhau thì nó sẽ tụt đi một nửa anh em nhé. Nó giảm đi một nửa, nó sẽ đúng trong trường hợp là có chỉ số bằng nhau, đều 6.8 hoặc là đều 10 chấm, ví dụ hai tụ 10 mi nó sẽ tụt đi còn 5 mi. Còn nếu như mà không, một con tụ 6.8, một con tụ 15 mi, anh em đấu nối tiếp. Công thức tính nhanh cho em lấy tích chia tổng, tức là 15 nhân 6.8 chia cho 15 cộng 6.8 là ra kết quả. Tại vì cái tụ 6.8 của hãng WEAH này này, em có rất là nhiều. Và đây là một thương hiệu khá là xịn, to hơn ngón tay cái của em. Đó. Và em đã đấu song song hai con tụ như này. Nó được cái chỉ số sẽ là 13,6 mi. Anh em thấy khi đấu hai tụ song song như này và cắt cho lời khá là hay. Em test rất là nhiều và cũng có rất nhiều khách hàng quen của em đến trực tiếp cửa hàng lấy cái mẫu này rồi. Nó khá là rẻ và em cũng thanh lý cho anh em thôi. Cái tụ này thì em có nhiều, thanh lý cho anh em 100.000 đồng 4 con như này, tức là được một cặp tụ loa trợ lời như này. Anh em thấy tính ra có 25.000 một chiếc, 25.000 một chiếc tụ 6.8. Và tất nhiên rằng là anh em mua 4 con là 100.000 như này. Và em đã ghép sẵn cho anh em này, ghép sẵn như này có 100.000 thôi. Rất là hay nhá, test luôn cho các bác và anh em xem. Vì mình 16 giờ bỏ chơi đần mơ mơ. Nghe một trước nhá. Còn trong đôi mắt đỏ. Vì mình 16 giờ bỏ chơi đần mơ mơ. Đó. Thì cũng nhân tiện đây thì cũng chia sẻ với các bác và anh em một cái mẹo là để chúng ta có thể đấu tụ nối tiếp hoặc song song để chúng ta có thể tận dụng được cái số tụ ở nhà chúng ta đang có. Cái thứ hai là hướng dẫn anh em cách đấu tụ cho loa chung hoặc loa trợ lời. Thì anh em cứ việc đấu nối tiếp vào cực dương của loa. Với tụ không phân cực thì anh em đấu chiều nào cũng được. Và cái thứ ba là em cũng có một ít tụ em đấu sẵn cho anh em như này rồi, một cặp như này.
có giá là 100.000 đồng để anh em đấu cho loa trả lời. Anh em nào mà cần hàng ngon, hàng rẻ như này thì liên hệ bên em nhé. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.